Dạ. Hai cô. Anh đang đi đấy. Thôi xuống kia đi em ơi. Cái kia. Anh chơi đâu mà nói chạy lát đấy. À anh chạy xe thôi. À. Có dừng đây không anh? Vô nhỉ. Không ở gần đây đâu. Không ở gần đây đâu. Em về Mỹ Đình đúng không? Thôi anh gửi em. Em cần anh cầm đồ cho. Có cần anh cầm đồ cho. Có đồ dễ vỡ không? À, em ngồi được không? À, anh đi nhá. Anh thấy hôm nay tôi buồn tẻ, muốn cùng em lần quanh ở đâu đó. Hẹn em 7 giờ tối nay anh đến đón, lang thang dạo phố tôi quên hết âu lo. Ánh đèn màu cay lại thật đẹp, em ngồi sờ lưng tựa đầu vào vai. Đôi tay em lặng cho vào túi áo anh, còn những lời yêu thương thì ghé vào tai. Anh không biết trước là mình sẽ đi đâu, nhưng sẽ đưa em đến nơi em nổi thích. Tay cầm trà đào, còn tay thì nắm nhau, còn lại nụ hôn anh đặt trên mái tóc. Ta vẫn an yên trao nhau cái trang ôm, còn họ vẫn đưa mắt để tìm nhau. Bởi vậy thấy đấy ta cứ phải ôm lấy những thứ mà đắm say, chứ có phải là niềm đau. Và rồi anh sẽ viết những câu ca thu thanh tặng em để đến với đâu. Anh dừng đây đúng không? Mình lấy mua. Đã xong chuyến đầu tiên được 36.000. Và buổi tối ngày chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Xé Tuyển để cùng ngắm đường phố Hà Nội và xem cuộc sống về đêm sẽ như thế nào. Hôm nay là một buổi tối cuối tuần và hiện tại bây giờ là 10 giờ đêm rồi. Chúng ta vừa xong một chuyến đầu tiên và hiện tại đang ở tòa chung cư bên Mỹ Đình. Chung cư ban đêm thì thường rất ít khi người ta đi đó, nên là mình sẽ di chuyển về giờ này chắc chỉ có quanh quanh mấy quán nhậu rồi. 10 giờ thì cũng chưa phải là muộn mà cũng không phải là sớm. Thế giờ này giờ ẩm ương và cũng hơi xui rồi. Chúng ta lại sang Đình Thôn thôi. Nghe chừng kịch bản có vẻ quen quen giống video lần trước anh em ạ. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Người giờ đi mãi mãi, bỏ lại anh với chú. Đốt luôn, chẳng nghe. Cái khu này thì cực kỳ sầm uất rồi. Ăn uống các kiểu này, giải trí vui chơi là khả năng mình cũng phải cắm chốt đây thôi. Giờ khá là rộn nhịp luôn. Đủ các mặt hàng này. Uầy, món chân gà nướng, đồ nướng này. Cái thời tiết Hà Nội thì cũng trở lạnh rồi. Rất thích hợp với việc ăn đồ nướng. Uầy, ở đây thao ngắm cái anh em ạ. Rất là bỏ mắt. Wow, wow, wow. Nghe chừng khu này chắc chắn là sẽ có đơn đấy. Nên là mình sẽ cắm chốt ở. A few moments later. Sau mấy phút chờ đợi thì mình có một đơn hàng nhưng mà ở The Garden thôi. Nó không phải ở khu này. Khu đấy cách đây khoảng 200-300 mét. Ok, giờ mình đi đón khách đã. Ồ, khả năng là đi khách này rồi. Chắc chắn anh không nhầm. Em về dưới Quảng Hàm đúng không? Ờ. Thay gửi mũ rồi. Em mới làm về à? Em làm ở... ở đó? Không được. À. Có được không? Ok, anh đi nha. Dừng ở đâu bảo anh nhá.
Đi vào ngách này à? Ngân hàng Vietinbank nha. Đúng rồi. Em 36 nghìn sao? Ok, em cảm ơn. Ok, đã xong hai chuyến xe. Thường thì cái thời gian này thì người ta một là đi làm về nên là khá là mệt mỏi, nên là mình không muốn gọi là bắt chuyện nhiều ấy. Nếu mà người ta muốn tâm sự, muốn chia sẻ thì mình mới nói chuyện thôi. Không thì mình không gắng để nói chuyện với người ta được, để cho người ta gọi là nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Và đa số là ban đêm thì chủ yếu là con gái người ta đặt xe là nhiều. Còn con trai thì người ta thường là tự đi xe của mình. Wow, chú cơ động đã bắt đầu đi làm rồi. Ok, mình sẽ đi đón một bạn nam thì phải. Ở ngay trong ngõ trong đường Hoàng Hàm này. Wow, lâu lắm rồi mình không vào ngõ này. Ngõ này cũng là một trong những ngõ ăn đêm. Đây là xe đúng không? Ok. Rồi có mũ rồi à? Đi khá là xa. Ok, mình đi nhé. Đi đâu muộn vậy? Đi qua nhà bạn chơi à? Chắc là nay cuối tuần đi tụ tập à? Có phải đi chơi game không? Có phải đủ nhau đi chơi game không? Không hẳn là chơi game. Chắc vẫn đang học à? Em học trường gì? Em đại học mở á? Đại học mở là dưới Bách Khoa chứ? Nghĩa là vừa chơi đây về à? Dừng đây à? Ok. Của em 54 nghìn. Đây 50 rồi. 50 rồi. 50 rồi. Đây 60. Ok, lấy tiền lại. Anh gửi nhé. Ok, cảm ơn. Có đơn luôn hả? Ngon luôn. Đúng chỗ này luôn nè. Quá là ngon. 55 nghìn. À đâu, 54 nghìn chứ. Cái xe mình hôm nọ mang về quê mấy hôm anh em nó mượn, anh em vẫn đi giờ lại lỗi đèn vàng anh em ạ. Mấy nữa mình lại phải đi chạy lỗi đâu. Giờ mình sẽ tiếp tục. Đúng rồi em ơi. Đây rồi. Em lên xe đi. Là cái thị trường shipper ban đêm thì khá là vui nhộn, nhưng mà chủ yếu là chở khách với lại một tí giao đồ ăn thôi. Giao đồ ăn thì mình không chạy rồi và mình chỉ chở khách thôi. Mình thấy là có nhiều anh em cũng lựa chọn cái công việc chạy đêm, nhưng mà mình khuyên những anh em mới chạy thì tốt nhất là không nên chạy đêm nhá. Chạy đêm thì cần phải có kinh nghiệm rất là nhiều. Thứ nhất là quen đường xá này, thứ hai là quen cái vùng hoạt động, và thứ ba là phải biết được tâm lý khách hàng nữa. Chứ không nói chung thì cái chạy đêm thì nó có nhiều cái mặt tích cực, tại vì nó đường thoáng này. Cái thứ hai là cúc xe nó nổ cũng khá là đều. Và cái thứ ba là có cái giá cước, có phụ phí ấy. Và cái thứ tư là cũng mát mẻ nữa, không khí nó cũng không quá ngột ngạt. Được cái ban đêm thì cuộc sống nó hơi trầm một tí, và có nhiều điều chúng ta phải suy ngẫm.
Anh muốn đi đâu? Cho ra giải phóng thôi. À, giải phóng. Thế thôi cứ chạy ngoài nha, tí tính về sau nha. Vâng. Ngủ vui. Con đi nha. Đi đâu mà muộn thế anh? Anh dừng đâu anh ơi? Cho anh sang bên kia em ơi. Anh dừng bên này à? Đúng rồi. Nghĩa là quay xuống đèn đỏ quay sang ấy. Đúng rồi, em đứng cho mặt rồi. Anh dừng đây à? Em đi à? Bao nhiêu đấy? 330 rồi. Dạ. Xuống kia chạy một đoạn nữa đi. Anh tiếp à? Dạ. Anh có đi một không? Anh đang đi đây. Thôi xuống kia đi em ơi. Thế kia. Anh có đi chơi đâu đâu mà nói, anh chạy lát đây. À anh chạy xe thôi. Anh chạy xe. Anh đi đâu đâu mà này, anh chờ à? Anh dừng đâu? Đi đường sang bên kia à? Khi khác vậy xuống kia một đoạn đi. Này đi tiếp à? Khó chiều ấy. Giải thế rượu không à? Dạ? Giải thế rượu không à? Giải rượu được cần gì phải ấy tiêu chuẩn cao lắm đâu. Nó phải đúng gu chứ. Đúng gu ấy. Đấy, em được anh à. Châu dưới đây như là hết rồi anh ạ. Châu kể kể em à. Đâu à? Đây đây đây, cứ đứng sau tí thôi. Hôm nay là gì còn này? À đây có. Đi chơi không anh ơi? Chơi một đi không? Giá như nào vậy? Rồi chào hết à? Sai. Thế nào thôi, anh? Thôi, thôi, cho anh về Ninh Đàm đi. Về Ninh Đàm à? Bạn em xấu lắm. Nope. Chê xấu lắm, đã nhìn thấy người ta đâu. Thôi cho anh vào đây em ơi. Anh vào đây à? Ừ, đúng. Đây, hai cái chỗ. Đâu anh? Đây, đây, xuống đây. Anh không đi chơi nữa à? Thôi, giả lắm. Dạ, tắt điện thì nhà ngói như là tranh ấy. Giỏ xấu lắm. Anh chuyển khoản được không? À, được anh. Lạng Xuân Thịnh đúng không? Vâng, vâng. Anh cứ gửi 100 nhá. À, không vâng. Cảm ơn anh. Ok đấy, xin check xem nhận báo anh nhá. Vâng, đây rồi đây. Cho em xin mũ. Hôm nào đi chơi tiếp gọi em nhá. Không có đâu. Ơi, mệt anh, cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn anh. Wow. Đi đua, đua về đây. Đúng là taxi Grab tụ tập để lắm Grab vẫn nhìn. Ngày xưa thì mẹ toàn thì mẹ đóng chốt ở Ba Bắc này không. Ờ, anh đứng ở đâu chưa? Đó vừa chở khách về đây. Ờ. Vừa làm cả quốc từ mẹ Bắc 6 sang đây. Mấy anh còn chạy không ạ? À? Em muốn đâu? Đây, bạn em cũng nó Thanh Liệt ạ. À? Em về đâu? Thanh Liệt anh ạ. Ok. Đây là, để chạy. Em đọc lại địa chỉ cho anh được không? Em chuyển khoản đâu không? Được. Ok. Em lên xe đi.
chạy ban đêm nhiều vào chả mấy bữa lên 4-5. Ok, đấy đi trước nha. Anh đi nhá. Sao không bảo bạn trở về? À, nhà nó đây à? Thế là vừa đi chơi về à? Thế lúc nãy thì em bắt xe sang đây à? Bạn chưa xuống. Ok. Rồi. Đâm thẳng cuối ngõ luôn à? Thấy bản đồ đi quá đấy. Cứ đi cái gì? Cái gì? Nếu bản đồ thì là qua đấy. Em mới chuyển đến đây sao mà anh cứ đi thật mát thôi chuẩn. Đây thấy bản đồ nó chỉ cái đây cơ. Chỉ rẽ trái này. Đây có 51 đây này. Trời ơi. Không phải á? À? Em bảo có 51. À, đầu đường thì nó ở bên kia. Đâu? Trời. Đến nhà không biết. Đấy. Đi chuyển khoản đấy. À. Ok. Ờ, cho anh 60.000. Báo số tài khoản anh. Ok. Em có, em hay đi học. À, vẫn đang học à? Vâng. Anh cảm ơn nha. Về nhà không biết. Bạn ấy bảo mới chuyển đến khu này. Khu này thì nó ở gần Kim Giang và cũng gần với khu nhà mình. Giờ cũng là 12 giờ đêm rồi, vòng đạo rồi và mình cũng lang thang ngoài đường hơn 2 tiếng đồng hồ. Cái thu nhập thì mình thấy chạy thêm cũng khá là ổn, thu nhập thì được 150 và mình cũng không đề cao vấn đề về thu nhập là mấy. Và cái video của mình chủ yếu là chia sẻ cái gọi là nhịp sống Hà Nội cũng như là cũng cung đường mình đi qua, xoay quanh cái cuộc sống về xe ôm. Và chắc là mình sẽ xin phép được kết thúc cái video này tại đây. Một buổi chạy đêm nói chung thì với bản thân mình thì khá như là cảm xúc, còn mọi người xem video thì một phần nào đó mới cảm nhận được cái chuyến xe của mình thôi. Và chắc là mình sẽ về nhà và ngày mai chuẩn bị cho buổi làm việc mới. Và chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.